Khói lửa bốc lên ngay sau khi hai ô tô đấu đầu. Cả hai đầu xe ô tô đều bốc cháy và đau lòng hơn, tài xế của một trong hai ô tô đã chết trong cabin, ba người khác bị thương. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào lúc hơn 9 giờ sáng ngày 7 tháng 12 năm 2021 trên quốc lộ 1, tuyến tránh thành phố Huế, đoạn qua địa bàn phường Hương An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Lúc đó, tài xế Nguyễn Văn Hiền, 37 tuổi, ở xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, điều khiển xe tải chở dừa chạy trên quốc lộ 1 hướng Nam Bắc. Trên xe chở theo ông Nguyễn Quyết Thắng, 43 tuổi, ở tỉnh Thái Bình. Khi đến đoạn thuộc phường Hương An, thành phố Huế, đã tông thẳng vào xe ô tô đầu kéo, kéo theo rơ móc. Trên xe chở nhiều ô tô mới sản xuất do tài xế Nguyễn Vĩnh Phú, 41 tuổi, ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam điều khiển, chạy hướng ngược lại. Trên xe còn có ông Phạm Trần Đăng, 43 tuổi, ở tỉnh Quảng Nam. Hậu quả của vụ tai nạn khiến tài xế Hiền tử vong, mắc kẹt trong cabin xe tải. Ba người còn lại đi trên hai xe tải đều bị thương và đã được đưa đi cấp cứu. Phần đầu hai phương tiện đã bị lửa thiêu rụi, biến dạng và hư hỏng hoàn toàn. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Thừa Thiên Huế huy động nhiều cán bộ chiến sĩ, phương tiện chữa cháy chuyên nghiệp đến hiện trường dập lửa. Lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh và công an thành phố Huế cũng đã có mặt điều tiết giao thông. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực theo hướng Nam Bắc bị ách tắc nghiêm trọng, các phương tiện xếp hàng kéo dài hàng chục km trong nhiều giờ đồng hồ. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.